Rồi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình ha. Lại là một thằng gamer đây. Ở cái tiêu đề của video thì các bạn cũng đã thấy rồi. Ở đây mình sẽ làm về cái mẹo trong cái tựa game Đại Chiến Thần Quốc để mà anh em có thể nhận được những con chiến hồn nó nhanh nhất và tiết kiệm thời gian cho anh em ha. Thì nếu như các bạn nào mà mới chơi á thì cũng biết rồi, cái tính năng chiến hồn nó là những cái nó tính theo bộ, mà bộ thì 4 con ha, từ 1 đến 4. Và ở đây chúng ta cần phải kiếm đủ để mà mình có thể kích được cái thuộc tính bộ ở đây đấy. Và làm thế nào để anh em có thể kiếm được những con chiến hồn cam này một cách dễ dàng và nhanh nhất, thì chúng ta có cách thông thường, đó là nhận chiến hồn bằng cách là ở đây chúng ta là chiến hồn bí bảo mình rút thì hên xui nó sẽ ra đây ha. Rồi, và đây bữa nay mình có cái sự kiện là danh sách tâm nguyện nè. Bữa nay có sự kiện này cho nên mình muốn gửi đến anh em một cái video này luôn. Đó là anh em ở đây, anh em thấy có cái quà ưu đãi này mọi người. Đó là mọi người có thể mua, tức là đối với các bạn nào thì có thể sử dụng dựa vào cái sự kiện này để có thể gọi là nhận được những con chiến hồn ưng ý cho mình. Nhưng mà đối với các bạn mà không có nạp á thì đó đây nè. Anh em có thể thấy ở đây chúng ta có hai cái chiến hồn ở đây anh em được lựa chọn ấy, anh em có thể được lựa chọn. Ví dụ ở đây mình cần Trương Liễu đi, thằng này mình cũng không cần nữa, mình lấy con nào cũng được. Sau đó anh em ở đây, và khi mà anh em rút đủ 80 thì anh em sẽ nhận được một cái hộp chiến hồn là một trong hai loại chiến hồn này, và tỷ lệ xác suất để mà anh em nhận được chính xác luôn là cái vị trí là 1/8 ha. Tỷ lệ của nó là như thế này. Còn anh em muốn đọc thêm thì ở đây có nè. Đấy, đây là một cách để anh em có thể lấy được chiến hồn nữa. Nhưng mà đòi hỏi em là phải tích lũy nó nhiều hơn. Rồi, chúng ta còn một cái sự kiện nữa, đó là cái sự kiện âm bung võ tướng ấy. Cái sự kiện này thì nó sẽ thường diễn ra vào sinh nhật, mừng sinh nhật của tựa game Đại Chiến Thần Quốc, cũng như là vào ngày lễ Tết đồ thì nó sẽ có âm bung võ tướng. Và đối với cái sự kiện âm bung võ tướng thì ít nhất anh em cần phải có là 20 cái lệnh Sơn Hải đây nè, cái lệnh Sơn Hải để mà anh em có thể thực hiện nhiệm vụ. Tức là trong cái sự kiện đó nó yêu cầu anh em là quay 5 lần mỗi ngày nha, mỗi ngày trong cái quá trình sự kiện mỗi ngày anh em quay 5 lần cái thằng chiến hồn này, và anh em sẽ nhận được một ảnh của một con tướng, và đủ khi mà đủ hết 8 con thì anh em sẽ nhận được cái rương chiến hồn cam. Và tổng là hình như mình nhớ là gần 20 cái rương này đấy, cho nên là cái tỷ lệ mà nhận được con chiến hồn cam của anh em nó sẽ nhiều hơn. Cho nên á, nếu anh em tin tưởng vào cái khả năng, cái sự may mắn của mình á, thì anh em rút ở đây bình thường. Đôi khi nó ra chiến hồn cam nhưng mà tỷ lệ nó rất là thấp anh em ạ. Rồi, theo cái kinh nghiệm của mình thì anh em nên dành vào cái sự kiện âm bung võ tướng, cũng như là cái sự kiện là danh sách tâm nguyện nè. Đây là hai cái sự kiện anh em nên tiêu cái lệnh Sơn Hải. Còn cái phần mà ở đây là chiến hồn bí bảo là không nên ha, mình chỉ rút bình thường miễn phí hàng ngày thôi. Rồi ở đây thì từ nếu mình vô kho một cái nằm ở đâu anh em, mạng nhà tôi nó hay lắc anh em thông cảm xíu. Chắc này á, không chiến hồn chứ. Đây nè, anh em thấy mình đang có 10 cái lệnh Sơn Hải này đấy, anh em cần để dành đi, bởi vì mình cũng từng là chơi ở dưới cấp thấp lên mà, cho nên là ở cái giai đoạn đầu cái việc mà anh em kiếm được cái lệnh Sơn Hải á nó rất là khó, mọi người đồng ý không, nó rất là khó. Cho nên là anh em để dành vào hai cái sự kiện đó thì nó sẽ ok hơn ha. Rồi, cái video mà mình nói về cái mẹo để lấy nhanh cái chiến hồn nó có lợi cho anh em như thế tới đây xin kết thúc ha. Nếu anh em có bất kỳ một cái thắc mắc hay là một cái gì đó chúng ta cùng nhau thảo luận ở bên dưới phần comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.